Xin chào anh chị nhé. Hiện tại tôi đang đứng ở đây là con đường nhựa liên xã thuộc ấp Quân Y, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Chúng ta đi khoảng chừng 300m nữa là ra được ngoài đường liên huyện này. Đường liên huyện ngoài đó thì rất là nhiều nhà xưởng, công ty nằm ở ngoài đó, và trong này cũng vậy. Trong này thì cũng có nhà xưởng, công ty ở trong này. Người ta cứ các công ty sản xuất này nó cứ mua đất ven đường này rồi nó xây dựng thôi. Đấy, còn điện ba pha thì đầu đất nha anh chị nhá. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một miếng đất nằm trên cái mặt đường nhựa này thuộc ấp Quân Y, xã Tân Lợi, Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Thì bắt đầu từ cái cột này đây, anh chị đây. Cột bê tông này nhá, bê tông màu đỏ. Thấy không em? Rồi, bắt đầu từ đấy. Ra đây. Đó, 60m, hơn 60m một chút mặt đường nhựa nhá. Diện tích của nó là 2 mẫu 9. Khoảng 60-61m mặt đường nhựa gì đó, khoảng đó. Tại vì ông chủ ông ấy gửi cái sổ mà mờ quá, tôi nhìn không có được. Đó, anh chị nào mua cái đất này thì mình làm nhà xưởng là phù hợp nhé. Điện ba pha đầu đất thì mình hạ xuống không? Container đến đây là mình vào đất mình được rồi. Đấy, rồi từ đây ra ngoài đường lên huyện ngoài kia. Ra mấy công ty gỗ, công ty gốm sứ, rồi công ty sản xuất các loại ngoài đó thì nhiều lắm. Thì khoảng chừng 300m là tới ngoài đường ngoài đó. Đấy. Dưới đây là hết đất mình rồi. Đó. Đây. Dưới đây nhé. Thì đấy, mà quay phim vào đây. Từ chỗ tôi đứng là đầu đất sang chỗ xe máy đó đó là được khoảng 60-61m gì đó, khoảng đó anh chị nhá. Còn chính xác hay không thì để xem sổ mới biết được. Đây, bây giờ mời anh chị cùng tôi vào đây. Ở bên đầu bên này á thì người ta cũng cắm một cái cọc bê tông này. Đó, bên đó cũng cắm một cọc bê tông để phân biệt cái ranh giới giữa nhà ông này. Chị nhá. Thì khoảng cách thì tôi nhắc lại khoảng cách nhé. Từ chỗ tôi đang đứng, từ cái chỗ 2H9 này ra DT741, ra khu nghiệp Đồng Xoài 3, ra khu đô thị Cát Tường Phú Hưng thì nó rơi vào khoảng 3 cây số thôi, nó gần lắm. 3 cây rưỡi gì đó. Còn nếu mà ra trung tâm hành chính huyện Đồng Phú, ra khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, ra huyện đội Đồng Phú thì nó rơi vào khoảng chừng 5 cây số. Đấy, khoảng đấy thôi. Nó gần lắm, không có xa đâu. Còn đất thì ở đây thì bằng phẳng. Tuy nhiên thì anh chị nào làm nhà xưởng ở đây thì mình phải đổ thêm đất nhá. Đổ thêm đất để mình làm. Tuy nhiên thì cái này thì đổ không nhiều đâu. Giờ này là cũng 5 rưỡi rồi, không biết là chất lượng hình ảnh nó có tốt không. Hy vọng là nó vẫn còn tốt để cho anh chị xem video cho nó rõ một chút. Cái đất của mình thì nó cũng khá là vuông vức anh chị nhá, khá vuông vức nhá. Đến cuối đất là mình có một cái cột bê tông này. Đó. Đây nhá. Có một cột bê tông này. Cột bê tông này. 2H9. Cột bê tông này nó cứ chạy thẳng như này. Chạy thẳng như này nhá, chị nhá. Đó, cột bê tông này để cho nó phân biệt cái góc bên này với nhà ông này. Nếu mà anh chị xích ra một chút á, ra khoảng 300 mét nữa ra ngoài đường nhựa, ngoài đấy thì người ta bán 5 tỷ rưỡi một hectare nhá. 5 tỷ rưỡi một hectare thì ạ. Đó. Thì chỉ có vài trăm mét thôi mà chúng ta vào đây thì cái giá trị nó đã khác rất nhiều rồi. 2 mẫu 9 gần 3 mẫu này thì người ta bán 10 tỷ rưỡi thôi. Đấy. 2 mẫu 9 gần 3 mẫu 10 tỷ rưỡi, 60 mét mặt đường. Điện ba pha thì đầu đất. Còn ngoài kia thì người ta bán ngoài kia người ta bán mắc hơn, 1 hectare người ta bán 5 tỷ rưỡi rồi anh chị ạ. Thế thì mua 2 hectare ngoài đấy thì rất là nhiều tiền, hơn 10 tỷ rồi. Đấy. Đến phần này, hết đất rồi. Đến đây.
đất. Đấy, anh chị băng qua đây. Đấy, anh chị nhìn cái cao su nó khác không ạ? À, bên mình là cao su già, bên họ là cao su non. Thế thì với cái giá trị như vậy thì anh chị với cái giá trị như vậy, với cái hạ tầng như vậy thì anh chị phù hợp để làm nhà xưởng thôi anh chị nhá. Có điện ba pha, có đường nhựa. Đấy, diện tích thì không quá lớn. Thì mình đạt tiêu chí để mình làm được xưởng sản xuất anh chị nhá. Thì tôi phải nhắc đi nhắc lại là đất này không phù hợp để làm nông nghiệp, nha anh chị nhá. Thì nếu mà so với cái giá thành mua đất để làm nông nghiệp thì nó quá cao. Nếu anh chị mua đất mà để trồng trái cây thì mình nên đi tìm kiếm những cái vùng đất xa hơn. Có cái giá trị thấp hơn, ví dụ như là 900 triệu một héc, tỷ rưỡi một héc, tỷ hai một héc thì nó phù hợp cho anh chị trồng trái cây hơn anh chị nhá. Vì những cái miếng đất đó nó ở xa hơn, cơ sở tầng nó cũng kém hơn, điện nó cũng xa hơn. Đấy, thì người ta không thể làm nhà xưởng được đâu. Người ta không làm nhà xưởng được thì cái giá trị nó sẽ thấp hơn. Còn những cái vị trí ở đây thì phù hợp cho anh chị nào làm nhà xưởng, có cơ sở tầng, có điện. Đó. Thì nó làm nhà xưởng được. Thì hai cái mục đích nó khác nhau hoàn toàn nên là cái giá trị cũng khác nhau. Anh chị nhá. Chưa để trồng trái cây đây thì tôi không biết bao giờ thu hồi vốn anh chị nhá. Từ đây về ủy ban Tân Lợi, chợ rồi trung tâm xã Tân Lợi, Tân Hòa thì nó rơi khoảng 3 cây số, khoảng 3 cây số anh chị nhá. Đất của mình chỉ nó gần ngoài này rồi. Đất của mình đằng sau nó nở hậu đằng trước 60 mét thôi nhưng đằng sau nở rất là rộng. Từ đây ra công ty gốm Tiến Hùng ngoài này thì khoảng 300 mét thôi, 300-350 thôi, đó, gần lắm. Rồi ra nhà máy sản xuất nông sản, sản xuất bột mì, tinh bột mì đó, thì khoảng chừng 500-600 mét thôi, gần lắm. Rồi đến đây là hết rồi, bắt đầu từ đây chạy chiếu lên trên kia đó anh chị nhá. Đây này, ranh giới giữa này. Bên kia là cao su khác rồi. Đất ở đây thì rất là bằng phẳng anh chị nhé. Anh chị nào làm nhà xưởng này thì anh chị nào muốn bán mấy cây cao su này thì chúng tôi có cái đơn vị người ta thu mua cây gỗ cao su này luôn. Đấy. Rồi người ta móc gốc cho anh chị luôn. Video tôi có quay cái cột này, cột này là ở bên này, cột bên kia có mấy cột nữa. Thế thì đất mình nó có 60 mét mặt đường, 60 mét mặt đường liên xã này, cách đường liên huyện khoảng 300-350 mét thì đó, khoảng đó. Tiền 33 thì đầu đất, giá bán người ta 2 mẫu 9 gần 3 mẫu này thì người ta bán là 10 tỷ rưỡi đó. Thay vì anh chị vào đây khoảng 300-400 mét đi, mua một mẫu mà dưới 5 tỷ chứ còn ngoài đường nhựa kia một mẫu 5 tỷ rưỡi đấy anh chị ạ. Đấy thì đấy tôi làm một cái bài toán để anh chị so sánh nhé. Chỉ có vài trăm mét thì cái giá trị nó đã khác rồi, được phải so sánh anh chị nhá. Thì tôi nhắc lại nhá, đất mình thuộc đường nhựa liên xã ấp Quân Y, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, 60 mét mặt đường nhựa, 2 mẫu 9, giá bán là 10 tỷ rưỡi anh chị nhá.
Thì mọi thông tin của miếng đất này anh chị liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918 645 130 anh chị nhé. Ngoài ra anh chị có thể truy cập website công ty chúng tôi là cvtland.com để lựa chọn tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của anh chị ha. Ngoài ra anh chị làm về nhà xưởng thì anh chị truy cập vào website cho thuê nhà xưởng giá rẻ.com của cvtland để tìm kiếm những miếng đất trong khu và ngoài khu công nghiệp và những nhà xưởng bán và cho thuê để kiếm cái nào mà phù hợp nhất với đơn vị cũng như là cá nhân của anh chị ha. Một lần nữa xin cảm ơn và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới từ công ty chúng tôi. Xin cảm ơn.